tất cả mọi hiện tượng. Trong vũ trụ từ đâu mà có? Trong kinh Phật đã dạy chúng ta rất nhiều, chúng ta đã nghe nhiều lần, nhưng khi cảnh giới hiện ra thì quên mất tất cả. Phật thường dạy tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh. Tâm chúng ta thiện, không có thứ gì là không thiện. Tâm chúng ta ác, không có thứ gì không ác. Đúng là cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta muốn thay đổi ngoại cảnh, cứ thay đổi tâm thì mọi việc sẽ ổn. Thay đổi tâm bất thiện của ta, vấn đề sẽ được giải quyết. Tâm nào là thiện nhất? Tâm A-di-đà Phật là thiện nhất. Trong tâm A-di-đà Phật đã bao gồm 48 lời nguyện, 5 kiếp tu hành. Bởi thì chân tâm, thành tâm, thành ý của chúng ta, niệm một câu Phật hiệu này, niệm một tiếng Phật hiệu này, trong tiếng Phật hiệu đó đã đầy đủ 48 lời nguyện, 5 kiếp tu hành. Thiện trong các thiện, không gì có thể thiện hơn. Ứng phó đại kiếp nạn bằng cách nào? Phương pháp này là tuyệt diệu, không gì sánh được. Vấn đề ở chỗ phải tin tưởng, thật sự sám hối, thật sự hối lỗi. Câu Phật hiệu này mới có hiệu quả. Nếu không chịu phản tỉnh, không chịu sám hối, mà vẫn tự cho rằng câu Phật hiệu này có niệm thế nào cũng không tương ứng. Như lời cổ nhân nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đến ná cổ họng liệu ít gì. Giữ tâm một chỗ, công đức vô lượng. Vấn đề ở chỗ giữ tâm. Liệu bạn có thể chế phục vọng tâm xuống được chăng? Vọng tưởng trong tâm rất nhiều, hàng phục được vọng tâm xuống, nghĩa là hàng phục. Kim Kim Càng nói hàng phục tâm ý. Đại sư Chương Gia dạy chúng ta buông bỏ tâm vọng tưởng đó, thì tất cả ý niệm đều buông bỏ. Trong tâm chỉ còn một câu A-di-đà Phật, đấy gọi là giữ tâm một chỗ. Trong bản kinh này của chúng ta đã nói nhất hướng chuyên niệm, nghĩa là một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng thế giới Cực Lạc phương Tây, một mục tiêu thân cận Phật A-di-đà. Ngoài những việc đó ra không còn tạp niệm nào cả. Niệm Phật như thế thì một niệm tương ưng một niệm Phật, mỗi niệm tương ưng niệm niệm Phật, công đức bất khả tư nghị, hiệu quả bất khả tư nghị. Mà Đức Di Đà cùng tất cả Như Lai trong mười phương từ bi cùng cực, thật sự muốn quay đầu thì sức mạnh gia trì sẽ có mặt. Hiệu quả rất rõ ràng. Gần đây chúng ta thấy một bạn đồng học đã làm một thí nghiệm ở Australia. Thân thể ông không tốt, là đệ tử Phật Kiên Thành, chuyên tu tịnh nghiệp. Ông mang chứng hen suyễn,
đã rất lâu, rất nhiều năm, thuốc thang thế nào cũng không khỏi. Ông cách ly với bên ngoài một tháng, khi niệm Phật mới phát hiện chứng hen này từ đâu mà có. Một oán thân trái chủ đang ở trên thân ông, bắt ông phải chịu tội này. Ông phát hiện ra, phát hiện rồi cầu Phật A-di-đà gia trì để oán thân trái chủ này được giác ngộ, không còn làm phiền nữa, tu hành cùng với ông, lạy Phật cũng cùng lạy, niệm Phật cũng cùng niệm, nghe kinh cũng cùng nghe. Nghe được hai mươi mấy ngày, họ giác ngộ, cầu được giảng sinh, bệnh của ông liền khỏi. Mấy năm trở lại đây, thầy thuốc nào chữa cũng không khỏi. Bây giờ đã khỏi rồi, đi rồi. Ông còn một chứng nữa, khuôn mặt ông rất khó coi. Bởi thì ông nói mình có khuôn mặt của người say rượu, dùng cũng là oán thân trái chủ. Ngày xưa đắc tội, họ đến trả thù. Ông cũng dùng phương pháp này, cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ hóa giải, cầu Phật Bồ Tát tiếp dẫn người kia giảng sinh. Hai oán thân trái chủ vui vẻ đến thế giới Cực Lạc. Bởi thì hai chứng bệnh của ông mười mấy năm nay chữa trị thế nào cũng không khỏi. Phương pháp phương tiện này chưa đến một tháng khỏi hoàn toàn, không cần thuốc thang. Bộ phận nào trên thân thể chúng ta đào đựng khó chịu, có vấn đề, chắc chắn là có oán thân trái chủ. Chúng ta không thể phát hiện, nhưng trong tâm chúng ta đã thấy rõ, biết được, nên phải đánh động, phải khuyên nhủ mọi người chúng ta phải hòa giải. Ngày trước chúng ta đã sai, phải thừa nhận, phải sám hối, phải làm mới, phải phát thệ nguyện lớn, khuyên nhủ oán thân trái chủ. Chúng ta nên tạm buông bỏ những ân oán ngày xưa, cùng nhau tu hành. Tôi lạy Phật, anh cũng lạy Phật. Tôi tụng kinh, anh cũng tụng kinh. Tôi niệm Phật, anh cũng niệm Phật. Mọi người cùng nhau cầu sinh tịnh độ. Trong thời đại ngày nay, nói chung quỷ thần dễ độ hơn người, bởi vì quỷ thần biết khổ, con người chưa biết, bởi thì quỷ thần dễ nghe lời. Bệnh tật chúng ta được giảm nhẹ rất tốt, nhưng người ta được đến thế giới Cực Lạc đi làm Phật. Chúng ta đừng bao giờ coi thường những oán thân trái chủ này. Quý vị thì khi họ vướng vào thân phận đó, họ thành tựu nhanh hơn chúng ta, chúng ta không bằng họ. Chân tướng sự thật này không thể không hiểu được. Bởi thì chúng ta không những không khinh mạng mọi người, mà còn đối xử với lòng chân thành cung kính, đối xử với những động vật nhỏ bé cho đến những loại côn trùng đều không được coi khinh. Tu những gì? Tu tâm chân thành cung kính. Thậm chí đối với cỏ cây hoa lá, với núi sông rừng bể,
với tất cả quỷ thần. Chỉ với một lòng chân thành cung kính, chỉ một ước mong khuyên mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sinh tịnh độ, đó mới là tâm tốt. Tâm như thế mới khiến quý vị không gặp những tai nạn. Tâm đó mới hóa giải được tất cả oán kết đã kết với tất cả chúng sinh trong quá khứ, đời nay tất cả đều được hóa giải. Phật Bồ Tát đã giúp một tay. Nếu bản thân chúng ta không chịu quay đầu, không biết hối lỗi, cho dù Phật Bồ Tát có từ bi cũng không thể cứu được. Vấn đề đó mới gọi là nghiêm trọng, không giúp được. Chúng ta muốn Phật Bồ Tát giúp chúng ta, bản thân chúng ta phải giúp mình trước. Đầy đủ tất cả điều kiện, Phật Bồ Tát tự nhiên đến giúp. Bởi thì phá hoại tăng đoàn, suy rộng ra là phá hoại việc tốt người khác, đều là những tội lỗi nghiêm trọng, nghĩa là đã kết ân oán nặng nề với người khác.
Nam mô A Di Đà Phật.